chỉ chỉnh cái phím của cái bo Hoshin này nha. MX13VXWX20. Mình biết gì chỉ cái đó nha. Chỉ cho các bạn mới chưa biết sử dụng nha. Đây, mà mở cái nguồn lên kiểm tra đi ha. Đây, là gì của nó ha. Ví dụ V1V2 này. Đó, nút khởi động. Đúng không? Đó. Đúng không? Rồi. Đây là cái này trụ dung dịch của nó nha. Đây là trụ dung dịch của nó. Máy này chạy được nhiều con bọ nha. Rồi, những này những B để mình cài. Đây là vô bộ nhớ của nó. Này reset nè. Rồi bây giờ nói vấn đề thứ nhất là chỉnh cái con bọ đi ha. Đúng không? Nè. Đây. Nhấn memory với dung B2. Đó. Nhấn memory B2 ở vô B01 nè, đăng lên B02 tùy theo mình chỉnh con B ha. Rồi. À, ví dụ giờ mình chỉnh con B02 đi. Con 1 mình chỉnh rồi ha, giờ mình thay đổi theo con B02. Đúng không? Chúng ta nhấn nút ready cái. Cho cái đèn nó sáng lên rồi chúng ta chuyển qua. Đó, thấy không? Khi mà chúng ta nhấn nút chuyển nó sẽ qua trục X, trục Y. Thấy không? XY nè. Đó, chúng ta tăng giảm này là mập ốm, này chiều ngang nè. Này chiều đứng là mập ốm nè, này là dài ngắn nè. Ha. Rồi. Này là tốc độ. Tốc độ này là 3000 đúng không? Nhưng cái máy này mình đã khóa tốc độ rồi, mình chỉ tốc độ cho ha. À, lên tốc độ nè. Đó. À, vẫn lên được nha, vẫn lên được nhưng mà mình đã khóa rồi nha. Đấy nha. Rồi. Này chỉnh XY thôi. Thì thông số của nó rồi ha, này chương trình là này là chương trình số 10, đúng không? Để mình coi lại nha các bạn. Chương trình số 10 của nó là 64 mũi. Số 9 là 56 mũi ha. Đây. Chỗ mấy cái kia thì là bộ chốt cái kiểu ha, bộ đứng là 23, 24, 25, 26, dẫn đóng bộ đứng. Còn bộ đứng số mũi của nó là 23 là 28 mũi nha, 24, 36 mũi, 25, 42 mũi, 26, 56 mũi là bộ đứng. Này mình chỉnh bộ ngang, bộ chạy ngang nha. Thì chương trình mà nhặt mũi hơn là 45, 44, 45, 46 và 58 tương đương với 58, 75 nha, mũi nha. 46 chỉ có 42 mũi thôi. Chương trình nhặt mũi nhất của thằng này á là chương trình 37 lần bò ngang. Ngang 37 là 90 mũi. Còn mà muốn cài thêm số mũi thì chúng ta viết trên phần mềm chúng ta copy qua nha. 37 là 90 mũi. Rồi ok. Mình đang nói gì cũng mũi bò thôi nha. Rồi. Giờ mình cài số 10 ha. Đây là chương trình số 10 của nó. Rồi xong. Rồi, khởi động. Không. Mà bây giờ chúng ta muốn cài vô chương trình 37 đúng không? Cho nó nhặt mũi hơn. Đây. Memory D22 đúng không? Ready. À, tăng lên. Đó, 37 thì mình đã cài ra rồi. Hiện giờ vô 37 là sẽ chạy được chương trình 37 thôi ha. Tắt ra đi. Cái memory là lưu lại. Rồi. Đó. Cái mũi sẽ nhặt hơn 90 mũi. Rồi. Đó là chỉnh cái con bọ ha. Nói sơ về chỉnh cái con bọ thôi nha. Đây, nói về con mình móc những chương trình nó ra nè. Memory với B1. Không quên, chúng ta tắt cái đèn ra đi nha. Memory với B1 đó. Nó ra chữ G rồi. Không? G01. À. Đó. Chúng ta mở đèn ra đi lên. Chúng ta nhấn 10. À, không một cũng như là tắt, không là mở gì đó nha, ví dụ nha. Rồi đây à, những chương trình nè. À, 04 là tương đương với 14, 05 tương đương với 15 ha. À, 05
đó, giảm xuống là 5 mũi nha, giờ mình cài 5 mũi vào mũi đầu rồi nha. Rồi ok đó, đi đi chạy thử nè, đó nó chậm 5 mũi đầu đúng không, đó nó chậm mũi kia, nó chậm nhịp 5 mũi đầu, tại vì này có chân vịt mình gỡ vịt ra nha. Rồi mình mới cài nha, 02 tương đương với 12 nha, cũng là giảm xuống 1/4 tâm, rồi có đồ nó sẽ chậm mũi đầu rồi nha. Rồi còn chương trình nữa, à 28 nè, nè chúng ta để ý nha, chạy nè, từ kim ngừng nó nằm ở, nó không có giật đúng không, giờ vô 28 nè, mười lăm nó giật một cái ha, à để ý nè, đấy chúng ta chạy nè, nó cái bàn kẹp nó không có lên, mình nói lộn nha, là chương trình 28 đạp cái nữa nó lên nè, đúng không, đó đạp cái nữa rồi chương bàn kẹp nó mới lên nha, lộn nó nhầm nha. Rồi ok, 28 là chức năng đó nha. Rồi chúng ta ấy, chúng ta tắt đi, bất tiện thì tắt ha. Rồi trả lại bình thường nè, ngưng rồi mình mà kẹp dở lên nè, đó rồi nè, chương trình 32 là nãy mình nói nè, là cái tụ kim nó nhịp thêm một cái nữa, nhưng mà nó ngưng mai nó nhịp thêm một cái nữa ha. Rồi 32 ha, nè ý nha, tụ kim nó nhịp cái nè, nãy mình nói nhầm đó, tụ kim nó rớt xuống. À. Đó. Vậy chạy vậy là không được nha. Đó, rồi. Tắt về đi. Đó, 32, đúng không? Tắt nó đi. Cài những chương trình nào chúng ta sử dụng thôi. Ok. À, nói về đánh suốt nè. Đánh suốt đúng không? Đánh suốt nó cũng có tốc độ đánh suốt đó nha. Chuyển qua đó, đây chỗ này đánh xuống nè, tốc độ của nó 1600 nè, không mình đây đâu, đem đâu thay đổi được nó đúng không, không thôi không thay đổi được không, nè chạy nè, đó giờ đánh xuống đúng không. Rồi ok, mình sẽ chỉ bạn cài tốc độ đánh xuống. Ok, đèn memory tốc độ đánh xuống là 35 ha, bằng 1600 nè, giảm xuống mắc như có 1600 à. Rồi ok ha, rồi đó, mình đang đến số đó, chạy chậm rồi nè, thấy không, tốc độ đến số ok ở đi, tăng lên còn 2000 chứ, nó lên được 2000 đó, chạy nhanh hơn nè, để mình đánh suốt, mình đang cứ thử nằm đánh suốt nha. Rồi ok, suốt thâu gì đó, rồi rồi mình chỉ cho các bạn ha, khi mà mình tắt máy mình mở lên mình cài chương trình và cái nút ready này tự động mình khỏi nhấn luôn ha. Bạn cứ lên chương trình 69 à, đúng không, 69 1 ok rồi đi, đúng không, nhấn lệnh B. Rồi mình tắt máy này nha, tự khởi động này nha, để ý nha,
đấy, mình đâu nhấn đâu, tự động khởi động luôn, đúng không? Đó, thì chỉ là B01 thôi, tại vì mình chỉnh một con nút một con bọ cho dễ vậy coi nha. Đó, không? Mình đâu có nhấn đâu hả, ý nè nha, tắt máy nè, hỏi nè, không đụng nha. Đó, tự động nó kích, nó kích cái chức năng cái nút khởi động chạy luôn ha. Ok, để mình kiếm còn chương trình nó hay hay nữa không nha. Vô 69 lại mình tắt cái nó đi, cái đó bất tiện lắm. Sao chỉnh đúng không? Còn thì không đi. Ok, rồi. Giờ xong rồi đó. Cái công tắc an toàn máy này cũng có nữa nè, là 72. Đúng không? 72. 10. Ok. Nè, báo lỗi 305 nè. 302 chứ. Thấy chưa? Đó. Nói gì công tắc an toàn. Ok, máy đi. Chạy lại. Kêu tắt mở nó thôi. Chúng ta cứ vào đè vô bộ nhớ nó, chúng ta chỉnh. Vô 72. Một. Rồi vậy là không, ok. Được không? Khởi động được không? Hết báo lỗi 302 không? Nhiều quá mình không nhớ rõ nữa. Rồi. Cái này còn nhiều lắm nha. Nó tới 100 chương trình. 100 chương trình để mình cài cái số chương trình mình móc ra nó tới 150 chương trình nha. 150 chương trình là bỏ nút rồi trong đó nó để lộn xộn hình chung ha. Chương trình mình để cài thì tới 100 chương trình nữa. À, ok, nó có chia ra nhiều bộ nhớ để nó lưu lắm. Ok, bây giờ chúng ta nói chung cái máy này thế này ha, bây giờ chúng ta sẽ chỉnh reset nó đi ha. Ví dụ mà nó báo lỗi gì đó mình không biết, mình vô reset đúng không? Rồi. Reset ra vô chương trình 918 đúng không? Ready không thành một, chuyển không thành một ha. Rồi ok, rồi xong rồi chúng ta nhấn ready. Rồi memory lại đó, mình reset không là chúng ta về định số không rồi không ha. Rồi giờ chúng ta nhấn trong B2 lại nè, đó khởi động lại là tốc độ nó sẽ chạy nhanh, không còn cầm cái đầu nữa đó, không? Này mình cài xuống ngựa rồi, dùng B1 nè, à, nó mất chậm mũi đầu nãy rồi thấy không, nãy chúng ta có cài chậm mũi đầu giờ mất rồi nè đó. À ha, giờ mình lên tốc độ cho coi nè, để vậy là tắt đèn đi. À tốc độ nó là 3000 đúng không, giờ mình giảm nè, à, cái đèn lên quên rồi, mình giảm 400 nha. Ok, chạy thử nè, đúng không? Để ý nha, tốc độ của cái mũi nó chạy rất là chậm, đúng không? Rồi bây giờ chúng ta vô cái bộ nhớ của nó, chúng ta reset lại rồi chúng ta kiểm tra tốc độ lại cho nó dễ ha. À, 100 nè, đó, 98 nè, 99 nè, 98 nè, không? Không? À, lấy đi đó, không, một nè, giờ coi nè nha, mình chuyển lên một. Giờ không thành một phải không? Rồi ok, memory đúng không, cái này mình reset nè, nó chạy về không nữa rồi nè đó, giống bị một đi đi đúng không, chạy nhanh nữa không, nãy mình chạy có 400 mà giờ reset không có lên nhanh này nè. Cái máy này nè, để ý nha, số lỗi càng nhỏ thì nó sẽ lỗi càng nhẹ, mà cái số lỗi nổi càng bự lỗi càng to nha. À, dụ có cái chụp ổ máy bỏ không? Không,
10 là chương không có chương trình. 45 là cái số chương trình mình cài nó không có. 45 là không có chương trình. 10 là không có chương trình số mình cài nha. 306 là nói về cái kim. 305 là cắt chỉ. Cắt chỉ kiểm tra cho sao cắt chỉ nha. Còn nhiều lắm, máy này rất nhiều lỗi nha. 8, 10, 30, 40 gì đó. 42 rồi 505, 505, 506 nó gì USB. 11 USB nè. 11, 12, 13. Rồi 707, nói chung là 707, 735, 736 là nấu dưỡng motor nha. Lỗi nặng rồi đó. Nói chung là hàng 7 trở lên là lỗi nặng. Rồi, ok. Biết nhiều thì tỉnh nhiều ha. Rồi. Ok. Đây là cái bo. Nó còn nhiều chương trình lắm mà chỉ chỉnh những chương trình bạn thường xuyên sử dụng thôi nha. Rồi.